Chào mọi người nha, buổi tối này thì giờ mình sẽ đi dạo xung quanh chùa Bà bên Châu Đốc đó mọi người. Thì mình đi dạo cung đường bên An Giang này bằng chiếc xe lôi này ha. Đây, trải nghiệm lần. Trải nghiệm mà đi buổi tối mình đi xe này thật là thú vị luôn á. Có cái anh này anh chở hai người. Quay được. Kỳ quá. Trời ơi, này nói trời ơi, mắc cười. Đó, mình anh đẹp anh điên, mình ảnh chiếc xe luôn kìa mọi người. Giống như là công tử ngày xưa vậy đó. Công tử Bạc Liêu. Đi xe kéo nè mọi người. Vui. Đây, đi chung với anh đẹp. Xe này giống như xe máy vậy ta. Dạ. Tối thui, không thấy gì hết trơn. Lúc này không thấy đường. Trời ơi, thấy đen rồi lùi. Dạ có ánh sáng đó, đây cũng này mới đẹp rồi cô. Trải nghiệm bên An Giang nha mọi người, đi dạo phố đêm. Trời ơi, quay mới đã thôi. Đây, tí mình sẽ gửi cho. Gió thổi yêu yêu luôn đó mọi người. Wow, có đèn lên là sáng liền. Ủa sao không thấy? Sao không thấy đạp? Có cái máy mà, xe này chạy bằng máy mà. Lâu lâu mới đạp thôi kìa anh, đạp kìa. Ủa anh, xe này là chạy bằng máy hay là đạp chân anh? Đạp chân hay là chạy bằng máy vậy? Có máy nữa. À, có máy hàng chi. Ở bên đây là xe điện nha mọi người. Bên đây là truyền thống. Hàng chi bên đây, đại nãy giờ đẩy bên đó không? Thật là thú vị. Đó, trải nghiệm một vòng, đi một vòng luôn nha mọi người. Đó, đây là xe máy chạy với giống thật độ. Ở đây đường đây đừng có chết. Đó là truyền thống nè. Truyền thống hả? Một bên truyền thống, một bên đây hiện đại nha mọi người, sử dụng máy móc. Tối nay chắc con thức tới 12 giờ con làm clip. Nãy một tải một phủi rồi đó. Lên tắm xong chạy xuống liền. Ủa có phòng mình đó. Trên lầu bắt wifi không được nên chạy xuống đất. Dạ. Hồi nãy mình ăn ngon nhưng mà có mấy cái bạn ăn không được. Cái đó qua bạn trai là ăn tùy theo khẩu vị ha. Có người lẩu mắm người ta ăn. Dạ. Mát quá. Không phải đi là chủ yếu để quay phim. Hồi nãy đợi cô đi ăn á nên cô đi theo kiểu. Mát ghê luôn. Lại có một buổi trải nghiệm tuyệt vời ở dưới quê mình ha. Miền Tây hình như là mình đi được hồi xưa giờ đây là lần đầu tiên mà được ở lại ở đêm trên đây. Trời ơi có lỡ lần hay lần nhưng mà không có được trải nghiệm như vậy nhiều đâu, tại vì đi theo mấy người kia là vô chủ yếu là biến chùa không, không có thời gian đi đi chơi đi dạo phố như thế này. Có đi chung với đoàn Sài Gòn là được kinh nghiệm thôi, còn chung với quê là đi qua cũng mình cũng xong bên kia là vô ra đi về. Đó em đi bằng mướn bằng mới đi qua cái khu cô nãy mua me đầu tiên luôn. Dạ ta con không có đi. Đúng không? Dạ. Không có thoát cái gì. Cô biết sao không? Ví dụ trong sớm con đi phong tịch thắng vô cái càng đi vô xong đốt nhang lại xong đi ra. Đi ăn cái gì xong rồi phóng lên xe đi về thì không được đi như vậy. Dạ. Hồi nãy định hỏi anh đẹp lấy cái số không, lấy trong cái nhà xe đó. Cái anh đó thổi nó mua khỏi mua. Vô gì hả? Nãy con lấy 4 chai mà con gương chị Linh chai, cô con trai. Không có chai.
Đó, bên đây là đạp đạp. Sao anh không gắn máy chạy giống anh này luôn cho khỏe anh? Một ngày trải nghiệm thật là tuyệt vời. Victory núi Sam Lux 1800m. Thì tôi ở đây là lần đầu tiên được trải nghiệm luôn. Quá là thú vị luôn. Dạ. Thôi mấy cái cây trang trí đèn đẹp quá. Đó ra nãy giờ anh đạp rồi nè, anh đạp phụ rồi nè. Một buổi chiều. Cái quần dài của đồ trắng thì giống công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu.